Trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá Pekelipit ở Montana, nơi chứa hố nước độc đáo và kỳ quái. Hình dung về tiểu bang Montana, bạn sẽ nghĩ đến điều gì? Những đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, những thung lũng xanh mướt hoặc thậm chí là hình ảnh động vật hoang dã. Nhưng tại Montana còn có những điều không phải ai cũng biết. Bạn đã từng nghe về một hố nước sâu 1.780 feet, chứa hơn 40 tỷ gallon nước đầy độc tố màu nâu gì. Hố nước này có bề mặt rộng lớn và kích thước chiều ngang lên tới 800 mét và chiều dài gấp đôi. Màu nước của Pekelipit không đến từ thiên nhiên, mà xuất phát từ sự tập trung cao về hóa chất và khoáng sản đang lẩn quẩn dưới lòng đất. Mangan và sắt hòa quyện tạo nên màu đỏ sâu ở mặt nước, nhưng khi bạn lao mình vào độ sâu hơn, bạn sẽ khám phá một thế giới khác biệt. Sự gia tăng của arsenic, nhôm, cadmium và kẽm khiến nước biến đổi màu sắc từ đỏ đến một tông màu tương tự như màu xanh của Mountain Dew. Nước trong hố có nhiều axit và nguy hiểm chết người. Nói về Pekelipit, không có ai câu cá ở đó, vì không có loài cá nào có thể sống sót trong môi trường hố nước này. Tuy nhiên, câu chuyện đáng buồn hơn nữa xảy ra vào ngày 28 tháng 11 năm 2016, khi hàng ngàn con chim di cư, khoảng 25.000 con theo ước tính, đang bay qua khu vực này và gặp phải một cơn bão tuyết khủng khiếp. Chúng buộc phải hạ cánh và hố Pekelipit trở thành lựa chọn duy nhất cho cuộc hạ cánh khẩn cấp. Điều đáng tiếc là khoảng 10.000 con ngỗng đã hạ cánh xuống mặt nước độc đáo này và đã không thể sống sót. Xác của chúng nằm la liệt dưới hố và cơ quan bảo vệ tài nguyên và môi trường Montana đã phải sử dụng máy bay không người lái để đếm chính xác số chim bị chết. Trong vòng 2 thập kỷ qua, các công ty chịu trách nhiệm về Pekelipit đã cố gắng ngăn chặn các tai nạn tương tự. Vào năm 1995, một đàn chim đã hạ cánh xuống Pekelipit và 342 con trong số chúng đã chết do tiếp xúc với nước nhiễm độc. Ban đầu, các bên liên quan đã phủ nhận trách nhiệm của họ. Tuy nhiên, chính quyền bang đã thực hiện khám nghiệm tử thi của các con chim bị chết và thấy hệ tiêu hóa của chúng bị tổn hại nghiêm trọng do tiếp xúc với chất độc trong hố. Những người trông giữ hố nước đã được cảnh báo trước về cuộc di cư của đàn ngỗng này và họ đã cố gắng sử dụng đèn sáng và tiếng ồn lớn để làm những con ngỗng tránh xa hoặc khiến chúng sợ hãi khi định hạ cánh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!